Tiếp tục thông tin về vụ ngộ độc thực phẩm tập thể tại Lai Châu. Tính cho đến sáng ngày hôm nay, 17 tháng 2, đã có thêm một người tử vong sau khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nâng tổng số nạn nhân lên 8 người. Kết quả ban đầu đã cho thấy các nạn nhân bị ngộ độc methanol. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đang nghi ngờ nguyên nhân gây nên vụ ngộ độc trên không chỉ do rượu. Vì trong số bệnh nhân phải đi viện cấp cứu, có cả phụ nữ, trẻ em không uống rượu vẫn phải nhập viện. Trong số những bệnh nhân đang được điều trị, hầu hết nam giới đều uống rượu, nhưng có 6 phụ nữ và một trẻ em không uống rượu mà vẫn bị ngộ độc. Các nữ bệnh nhân khẳng định chưa từng uống rượu mà chỉ ăn những món ăn có trên mâm cỗ ngày hôm đó, gồm rau cải, đậu phụ, thịt lợn. Trước đó, của một bệnh nhân là phụ nữ cũng cho thấy âm tính với methanol. Theo đại diện đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các bệnh nhân nặng đã qua nguy kịch và vẫn tiếp tục được theo dõi tại các cơ sở y tế để đề phòng xuất hiện những biến chứng muộn của ngộ độc. Tính đến nay, số ca bị ảnh hưởng bởi vụ ngộ độc thực phẩm tại bản Tà Chải, xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ lên tới 49 ca, trong đó 8 trường hợp tử vong.